Hello chị Thanh Thương. Được biết chị là một phó tổng của công ty EIA tại Việt Nam. Thì ngày hôm nay một đại bản doanh cực kỳ mới và đẹp tại Sala. Thì sếp của em cảm nghĩ như thế nào khi mà về một cái đại bản doanh mới như thế này? Hơi bất ngờ là khi mà em đặt cái câu hỏi này, tại vì thực ra nó cũng không có kịch bản gì cả. Nhưng mà nếu có thể chia sẻ cái cảm nhận và cái cảm nghĩ thì chị cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là tự hào về ngôi nhà mới của chúng ta. Một ngôi nhà có thể nói rằng là chúng ta đang đang thể hiện một cái thương hiệu có tầm ảnh hưởng lớn của thị trường. Một ngôi nhà như thế này cũng để nói lên rằng là tập thể chúng ta là EA là số 1. Chắc ăn rồi chị. Không phải EA có mặt tại Việt Nam mà gọi là đang vươn tầm rất là nhiều nước trên thế giới và đang được hợp tác rất nhiều nước. Và tập thể những nhân viên của công ty EA đã trải nghiệm và đi rất là nhiều nước trên thế giới như Singapore, và cụ thể là như em đã có mặt tại một đất nước xứ cờ hoa là Mỹ, cũng nhờ vào khi hoạt động tại EA này. Thì bây giờ chị em mình rảo một bước, một vòng để xem chính xác gì ạ. Quá hoành tráng gì ạ. Ngày hôm nay không chỉ những là nhân viên của ERA, những đối tác, rồi khách hàng nữa cũng đang tới EIA á. Thì hiện tại á có khá nhiều nhân viên tại nơi đây, phong trình một cái đại bản danh khá đẹp. Đây, nhà của chúng ta và những thành viên của EIA. Đây, ngày hôm nay rất là vui chị, vì chị nhìn thấy cái ông đìa thôi chị ạ. Nó những cái gọi là cái nhang mà nó có hình số 8 luôn, khá đẹp luôn. Nơi đây không chỉ là một cái quầy khách bắt áp phích bình thường mà nơi đây là một cái quầy cà phê sang trọng, phong chị ạ. Cái này để cho chúng ta có thể là gắn kết nhiều hơn và chúng ta chia sẻ nhiều hơn về thị trường bất động sản. Đúng rồi, tại chị ơi, nơi đây là khi mà ví dụ như em đi là một thành viên nè, em tới order thì có được là khuyến mãi chiết khấu hay là có cái gì mà dành cho nhân viên hay không vậy chị? Chắc chắn rồi em, ở nơi đây là chúng ta sẽ tiêu cho Asian Vera là số 1. Và em có thể mời tất cả các vị các đại lý khác, những đối tác, những khách hàng đến để uống những cái ly cà phê rất là ngon lành. Và những cái ly cà phê này là ngôi nhà của ERA và cái tên của cái thương hiệu của ERA luôn. Em nghĩ một ERA là một cái nơi gọi là du lịch về bất động sản còn hay hơn á. Tại cái văn phòng của mình mà có thể trải nghiệm khá nhiều thứ luôn. Có thể là có những cái phòng tắm xịn sò luôn chị ạ. Mình có thể tập thể dục buổi sáng sớm rồi mình về là mình có thể trải nghiệm, rồi mình có thể thay những bộ đồ xịn sò, mặc áo vest khoác những con áo vest lên và ngồi nhâm nhi những cái ly cà phê cực kỳ tuyệt vời. Và đặc biệt thì mình có thể tiếp khách hàng trải nghiệm một cái không gian cực kỳ gọi là thoáng mát. Ba mặt tiền không chị? Mình di chuyển một tí xíu để cho quý vị khách hàng thấy được chị ạ. Đây ạ. Đây. Và rất là nhiều công năng tại phòng phòng này chị ạ. Đó là phòng có team nè. Tổ chức sự kiện nữa nè. Và ngay cả là có cái khu để cho chúng ta có thể mời các VIP để beatbox, nhảy múa. Em còn nghe đâu là có một cái trần thân tường, sau này mình có thể tổ chức những tiệc vua biệt ti nè, rồi tất cả mọi thứ ở đây. Thì chúng ta có thể mời VIP, chúng ta có thể ngồi với nhau để gắn kết, nhâm ly một ly cà phê, một ly cocktail, một ly rượu vang, một ly gì đấy. Đúng rồi, mình có thể di chuyển tới cái đây là cái gọi là quầy tiếp tân phong trì. Đây, chị có thể đứng với quầy tiếp tân này để xem nó đồ mức độ hoành tráng như thế nào. Với ở đây là tổng cộng là đến hơn 3 tầng lầu phong trì, và tổng ở đây chúng ta đang có 5 tầng. Với hơn 2.000 mét vuông sàn, thoải mái cho những cái nhân viên kinh doanh có thể là trải nghiệm, check-in, làm việc, nghỉ ngơi và có thể mời khách hàng đến gọi là tham quan. Và ở đây sẽ có rất là nhiều lớp đào tạo cho chúng ta, ví dụ như là đào tạo cho những anh em ERA, những anh em mà muốn tham gia về ERA, từ những cái cơ bản nhất, những cái mà các bạn mong muốn là tìm hiểu, các bạn mong muốn là làm giàu. Nói như chị là không cần phải có kinh nghiệm, chỉ cần đam mê là tới ERA sẽ được đào tạo hết toàn bộ không chị? Nhất là gặp những người sếp cực kỳ dễ thương, gọi là very very beautiful girl. Sẽ là hỗ trợ tất cả những quý anh chị từ việc là xây dựng đội ngũ, thành lập những head division và có thể là tham chiến tất cả những cái thị trường từ
Bắc vào Nam. Ngay cả là không chỉ ở trong Nam, ở Việt Nam mà chúng ta còn có thị trường cả nước ngoài quốc tế và chúng ta sẽ có cái meeting quốc tế nữa. Cho nên là khi mà gia nhập vào thành viên của ERA thì chúng ta bỏ ra cơ hội rất là lớn. Một cơ hội cực kỳ tuyệt vời. Cơ hội rất lớn. Dạ, hơn 2.000 agent và có khoảng hơn 1.500 agent đã có chứng chỉ quân đội. Chúng ta đang có ở ERA Việt Nam là gần 4.500 bạn agent. Dạ, con số đã tăng lên gấp đôi so với sự nghĩ. Dạ, một cái văn phòng như vậy tha hồ có thể là dung nạp và chứa tất cả những thành viên bất động sản, những agent tiên tiến cao cấp và những cái người gọi là very good phải không chị? Rồi, cảm ơn chị Thanh Thương rất nhiều. Một cái cuộc phỏng vấn không có một kịch bản nào nhưng mà nó rất là vui và đầy đủ ý nghĩa. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Em thành công một cái ngôi nhà mới như thế này. Chắc ăn chị ạ. Thành công và phát triển bền vững. Yeah.